Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu trong Hội nghị Công an Toàn quốc năm 2019 hôm 3 tháng Giêng năm 2019, trong đó nhấn mạnh vấn đề chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ngành công an. Trong bài phát biểu đối với ngành công an, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lo sợ và kêu gọi chống lại những phần tử xấu xâm nhập nội bộ ngành công an. Có 5 điểm được ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài nói chuyện của mình. Trong đó có điểm thứ 3 được ông này nói với ngành công an như sau. Chúng tôi xin được trích dẫn nguyên văn câu nói để quý vị có thể nhận thấy sự nghiêm trọng trong các vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quan tâm. Nó cũng cho thấy một lần nữa Nguyễn Phú Trọng không còn được tự tin, kể cả so với người trước đó là Nguyễn Tấn Dũng. Vì thời Nguyễn Tấn Dũng dù sao đi nữa thì ông này cũng không quá lo lắng sợ hãi như bây giờ, khi mà Tổng Bí thư và Chủ tịch nước chỉ còn là một người, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy tại sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại nhìn thấy và lo sợ về một mối nguy cơ nội bộ ngành công an bị chia năm xẻ bảy và có thể sẽ không còn nghe lệnh của Đảng? Xin mời quý vị cùng theo dõi một câu phát biểu trích trong bài của ông rằng cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động, từ diễn biến, từ chuyển hóa. Trong nội bộ, bảo đảm mọi chủ trương đường lối của Đảng phải được thực hiện có hiệu quả trong thực tế. Câu nói mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới đó là kẻ địch và phần tử xấu xâm nhập. Vậy đâu là kẻ địch và phần tử xấu trong nội bộ ngành công an mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới? Kẻ địch đó có phải là tình báo CIA hay là những gián điệp của Tàu, hoặc là những người được phía Tàu cơ cấu, hay một thế lực nào khác? Và cũng có thể đó chính là người dân Việt Nam, nhất là những người có ý chí, quyết tâm và đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nói, đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch sai trái, vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò uy tín của Đảng, nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc đến điểm thứ hai, đó là không ngừng đổi mới các mặt công tác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả với các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, gây rối, phá hoại, ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Trong bài phát biểu nhân dịp năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá Đảng và nhà nước. Có thể thấy, trong chỉ vài ngày đầu năm mới, hai người đứng đầu Đảng Cộng sản, nhà nước và chính phủ đều có bài phát biểu quan trọng tập trung vào điều mà họ gọi là các thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà nước. Thời đại bây giờ, người ta ai cũng có thể nhìn ra sự thật nếu họ tiếp cận với các mạng xã hội và những luồng thông tin trái chiều khác nhau, thì có thể nhận thấy những thành phần làm hại cho đất nước này lại đang là 5 triệu đảng viên. Và phần tử chống đối không ai khác chính là những đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, những người có thể thuộc là phe cánh Trần Đại Quang hay Nguyễn Tấn Dũng, người mà bị Nguyễn Phú Trọng đang đánh cho tơi tả gần đây. Họ là một lực lượng muốn chống đối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước tiên, vì ông này đã làm và đụng chạm tới lợi ích to lớn của những thế lực tài phiệt này. Trước đó cũng cần nhắc lại rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng kêu gọi đánh bại cái mà người đứng đầu chính phủ Hà Nội cũng như lãnh đạo Việt Nam lâu nay gọi là âm mưu chống phá Đảng và nhà nước. Đó là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2019 mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
nhắc đến trong bài phát biểu nhân dịp năm mới. Bài viết được báo chí nhà nước đăng tải toàn văn trong ngày đầu của năm mới 2019. Trong đó có trọng tâm thứ 5 về quốc phòng, an ninh, được ông Phúc viết như sau. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá đảng, nhà nước, quyết liệt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen, tội phạm ma túy, cướp giật, công nghệ cao, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Nhiệm vụ thứ 6 mà người đứng đầu chính phủ Việt Nam quan tâm là xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do, vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2019 là năm rất đặc biệt vì theo ông, đây là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyên văn câu viết của Nguyễn Xuân Phúc là thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của người. Chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như mong ước của người và cũng là ước mơ của triều người Việt Nam. Trong rất nhiều lần, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đều nhắm tới đối tượng mà họ gọi là phần tử phản động, những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, mong mang lại lợi ích cho đất nước thì được coi là những kẻ chống phá. Trong khi đó, trên Biển Đông, người dân vẫn tiếp tục chết. Lãnh hải nước nhà, nơi hàng triệu ngư dân đang thả lưới buông khơi, thì lại không được bảo vệ. Năm 2018, chính phủ Việt Nam lại nhiều lần chỉ đạo lực lượng công an làm nòng cốt triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Trong đó, các đối tượng bị cho là phản động, kích động, xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng, nằm trong những điểm nóng về an ninh cần phải được giải quyết. Trong khi thực chất, điều mà họ nói lại là một sự thật đau lòng về tình trạng đất nước đang nhiễu nhương, trong khi những người dân thấp cổ bé miệng như chúng ta lại không được bảo vệ. Những kẻ gây hại cho đất nước nhiều nhất không phải là những người mà họ gọi là phần tử phản động, mà lại chính là những đảng viên cao cấp. Trích dẫn số liệu từ những báo cáo chính thức của nhà nước cũng đủ để cho thấy mức độ ăn tàn phá hại trong các vụ án tham nhũng tham ô thật là kinh khủng. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu trong báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật cùng công tác thi hành án năm 2018. Về công tác phát hiện vi phạm, bà Lê Thị Nga nói, số vụ án tham nhũng và tội phạm về chức vụ được phát hiện tăng hơn 32% và số bị can tăng hơn 13%. Ngoài ra, điểm được cho là đặc biệt là nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em đã được phát hiện. Báo cáo thẩm tra về công tác điều tra xử lý tội phạm cho biết tỷ lệ tội phạm xâm phạm an ninh trật tự xã hội đạt hơn 81%. Nhưng cũng cần nhắc lại rằng, trong một số vụ việc chính trị thì họ thường quy cho những người tham gia biểu tình là gây rối trật tự công cộng để bắt. Ngoài ra, điểm được cho là đặc biệt là ngành kiểm sát nhân dân được nói đã chú trọng hơn tới công tác giải quyết tham nhũng để nhanh giải quyết các vụ tham nhũng kinh tế nghiêm trọng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tuy nhiên, đã có hơn 3.000 trường hợp tố giác vi phạm hết thời hạn giải quyết. 39 trường hợp đã phê chuẩn bắt khẩn cấp nhưng sau đó phải trả tự do, không xử lý hình sự. 24 bị can oan trong giai đoạn điều tra. Báo cáo thẩm tra về ngành Tòa án Nhân dân cũng cho rằng, năm 2018, Tòa án Nhân dân Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào kết oán ai người vô tội. Tòa án Nhân dân đã đưa 200 vụ án tham nhũng với 472 bị cáo ra xét xử. Các trường hợp tuyên án chưa tương xứng với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội được nêu ra là 86 trường hợp hủy án,
149 trường hợp xử án, 117 trường hợp được hưởng án treo không đúng quy định, có trường hợp gây bất bình trong dư luận xã hội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học, tỉnh Phú Yên nêu số vụ tội phạm trong lứa tuổi thanh niên, thiếu niên tăng khoảng hơn 30%, số đối tượng tăng trong hơn 32%, đặc biệt là tội hiếp dâm. Vì đại biểu này nhấn mạnh tỷ lệ phạm tội ở tuổi vị thành niên cũng đã tăng cao, nhất là những người có điều kiện và lại thường là những con cái của các đại gia hay các quan chức cao cấp. Về việc Chủ tịch nước và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cần cảnh giác và có phương cách hữu hiệu để phát minh và bắt giữ các đối tượng có vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều này nó mở ra nhiều cơ chế khác nhau, trong đó quyền của con người dần bị hạ thấp để phục vụ cho lợi ích cái được nhân danh là lợi ích của nhà nước. Nhưng nếu sự thật là Bộ Công an đã bị chia năm xẻ bảy, cho dù là đến từ Nguyễn Tấn Dũng hay Trần Đại Quang, mà chính ông đã bị thủ tiêu hoặc một người về làm tử tế nhưng không biết là từ đâu đến. Và chính vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng hay những đàn em cần ruột của Trần Đại Quang cũng cần liên kết lại với nhau để cùng hành động và giúp cho đất nước này sớm thoát khỏi cảnh lầm than. Vậy nên Bộ Công an có bị chia tách hay không với tôi không quá quan trọng. Quan trọng là người dân có được hưởng quyền tự do, dân chủ hay chăng? Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.